Kawasaki, từ xưởng đóng tàu đến huyền thoại xe phân khối lớn của Nhật Bản. Tiền thân của Kawasaki là một xưởng đóng tàu chuyên sản xuất tàu thép vượt biển. Ít ai ngờ đến một ngày, cái tên Kawasaki lại trở thành ông lớn trong ngành sản xuất xe mô tô phân khối lớn. Tuy xuất phát chậm hơn ba ông lớn còn lại của Nhật Bản là Honda, Suzuki và Yamaha, nhưng lịch sử hình thành và phát triển của hãng xe lừng danh này thực sự đáng nể. Công ty đa ngành khởi đầu từ việc đóng tàu. Công ty Kawasaki được thành lập vào năm 1896 bởi Shozo Kawasaki. Lúc đầu, Kawasaki hoạt động như một nhà máy đóng tàu chuyên đóng tàu thép vượt biển. Hãng cũng tập trung thiết kế tua bin hơi nước biển, đầu máy xe lửa, xe chở hàng, toa xe khách và dầm cầu. Vào năm 1918, bộ phận phát triển máy bay của Kawasaki được thành lập sau một quá trình dài miệt mài nghiên cứu. Sau đó, hãng đã bắt đầu sản xuất máy bay chiến đấu cánh quạt cho quân đội Hoàng gia Nhật Bản trong đệ nhị thế chiến 1939-1945. Ngày nay vẫn còn đó những chiếc máy bay được thiết kế bởi Kawasaki như máy bay vận tải C-1 và C-2 dùng trong quân đội, máy bay phản lực huấn luyện T-4 cho không quân Hoàng gia Nhật, những thiết bị về máy bay và cơ phận rời cho các công ty Boeing, Embraer hay hợp tác cùng MBB trong việc sản xuất máy bay trực thăng. Ngoài ra, Kawasaki còn có các chi bộ sản xuất những thiết bị điện tử dùng trong công nghệ quốc phòng, các phi đạn và hỏa tiễn sử dụng trong quân đội, các thiết bị sử dụng trong không gian như keyboard trên trạm không gian quốc tế ISS, các máy móc cơ khí robot tự động dùng trong kỹ nghệ, các loại máy chế biến và xử lý rác thải, máy khoang và đầu hầm. Hiện nay có tất cả gần 50 công ty con của tập đoàn Kawasaki trên khắp thế giới. Bước chuyển mình. Đến năm 1949, thay vì tập trung đúng vào công việc chuyên môn, ông Kawasaki đã chuyển hướng sang một ngành hoàn toàn mới, đó chính là ngành công nghiệp mô tô, và bước đầu trong bước chuyển mình này là sản xuất động cơ xe máy. Tác phẩm đầu tay của hãng là một chiếc xe máy có tên gọi là Meihatsu, được ra mắt công chúng vào năm 1954. Hai năm sau, Kawasaki tiếp tục giới thiệu mẫu xe sở hữu động cơ riêng KB5 và phiên bản cải tiến của Meihatsu có tên gọi là Meihatsu 125 Deluxe. Lúc này, hầu như các mẫu xe của Kawasaki đều chưa được chỉnh chu bởi chúng chưa được gắn tên logo của chính người đã tạo ra chúng. Tuy nhiên, sau một thời gian chờ đợi, vào năm 1956, logo Kawasaki đã được gắn lên các vỏ bọc động cơ. Sự đóng góp thầm lặng. Kawasaki sẽ không thể phát triển vượt bậc nếu không có sự giúp sức của Meguro Motorcycles, một trong các công ty sản xuất mô tô hàng đầu thế giới bấy giờ ở Nhật Bản. Tuy công ty này hoạt động rất hiệu quả nhưng không hiểu sao, cuối cùng Meguro vẫn được bán lại cho hãng xe Kawasaki và giúp cho hãng này củng cố thêm được vị thế trên thị trường mô tô Nhật. Sau đó, Meguro cũng biến mất khỏi ngành mô tô của đất nước này. Đây có thể coi là sự đóng góp thầm lặng của Meguro để giúp cho Kawasaki phát triển mạnh mẽ đến ngày hôm nay. Năm 1960, Kawasaki xây dựng nhà máy sản xuất mô tô xe máy đầu tiên của hãng. Một năm sau, Kawasaki ra đời mẫu xe Kawasaki động cơ 2 thì 125cc B8. Năm 1962, Kawasaki ra mắt công chúng các kiểu xe từ 50 cho đến 250cc, một kiểu xe với động cơ 2 thì van hút xoay vòng 250cc Samurai rất được ưa chuộng ở Hoa Kỳ. Năm 1966, Kawasaki W1 650cc ra đời. Kawasaki 650W1 dựa theo mẫu mã của chiếc PSA A10. Trong vài năm sau, kiểu xe này được thiết kế với bộ chế hòa khí đôi và ống pô vắt được gọi là kiểu Scrambler. Tuy không thực sự thành công vang dội bởi sự xuất hiện của nhiều đối thủ đáng gờm khi đó, nhưng đây vẫn là mẫu xe đánh dấu nỗ lực đáng kể của Kawasaki. Tiếp đó, hãng chuyển sang các dòng mô tô phân khối thấp hơn như 250cc A1 Samurai và 350cc A7 Avenger. Đây là hai mẫu xe thành công ngang nhau vào thời điểm ấy. Mãi tới năm 1969, cái tên Kawasaki mới bắt đầu được chú ý là trên thị trường. Đó là nhờ sự ra mắt của Kawasaki 500cc H1, thế hệ này còn được gọi là Mach 3. Mặc dù kiểu xe này về thiết kế còn bất cập, nhưng động cơ 3 xi lanh của nó là rất mạnh mẽ. Trong vài năm kế tiếp, phiên bản lớn hơn và nhỏ hơn của Kawasaki H1 bao gồm S1 250cc, S2 350cc và H2 750cc được tung ra thị trường. Kawasaki đã thành công trên thị trường xe mô tô và chiếc Kawasaki kiểu xe đua H2R 750cc trở nên nổi tiếng trên các hãng đua. Nhưng theo xu thế chung, Kawasaki đã tiên liệu được ngày của loại xe mô tô đường trường động cơ 2 thì đang đến hồi kết.
Với kế hoạch chú tâm vào việc sản xuất xe mô tô động cơ 4 thì, Kawasaki ra mắt dòng xe công suất khủng hơn với phiên bản 748cc thế hệ H2 vào năm 1972. Một năm sau, Kawasaki cho ra lò kiểu xe mô tô lớn với động cơ 4 thì Z1 900cc với những tính năng ưu việt vượt trội so với các dòng xe đương thời. Năm 1976, nhà sản xuất Nhật Bản cải thiện Z1 để tạo ra thế hệ mới mạnh mẽ hơn có tên gọi là Z900. Tiếp đó không lâu, phiên bản Z1000 ra đời với công suất thậm chí còn vượt trội hơn nữa. Từ đây, gia đình Z liên tục được bổ sung thêm thành viên mới như Z1300 năm 1978, Z400FX 1979 và mẫu ô tô truyền động bằng đai được sản xuất hàng loạt lần đầu tại Nhật Bản như KZ440 LTD đã giúp Kawasaki đạt những bước chân đầu tiên vào thị trường Mỹ. Kawasaki sau đó áp dụng công nghệ này cho hai thế hệ tiếp theo tại thị trường Nhật Bản, Z250 LTD và Z400 LTD được trình làng vào năm 1983. Vào năm 1982, hãng bắt đầu bán sản phẩm Z400 GP tại thị trường Nhật và Mỹ. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên ghé thăm kênh mới của nhóm chuyên tổng hợp những video hay nhất về doanh nhân. Thông tin chi tiết bên dưới video. Dòng Ninja huyền thoại. Một trong những mẫu xe gây chú ý nhất trong lịch sử Kawasaki phải kể tới GPZ900R ra đời vào năm 1983. Đây là thế hệ đầu tiên của Kawasaki sử dụng động cơ làm mát bằng nước và có khả năng chạm tới vận tốc 250 km/h. Năm 1984, hãng bắt đầu bán mẫu xe đặc biệt này tại thị trường Mỹ và họ đặt tên thế hệ này là Ninja. Khi chiếc xe được lọt vào top 10 mẫu xe thể thao của năm 1984, Kawasaki đã nói rằng đây không phải là một chiếc xe thể thao thông thường. Đây là một chiếc xe được trang bị động cơ chuyên nghiệp dành cho những tay lái đẳng cấp. Sản phẩm này sau đó đã nhanh chóng mang về doanh thu khổng lồ cho hãng mô tô Nhật Bản. Vào tháng 6 năm 1986, mẫu Ninja 250 ra mắt. Khi ra đời, mẫu xe chiếm luôn vị trí chiếc xe thể thao 250 phân khối bán chạy nhất tại Mỹ, với lý do đây là mẫu xe motor thể thao duy nhất có động cơ 250 phân khối. Khi Suzuki đã có GSX-R750, Yamaha có FZ750 với động cơ 5 vang, Honda thì vừa cho ra mắt VFR750 mới, thì Kawasaki cũng cần phải có một mẫu xe để đối chọi. Và 750R ra đời vào năm 1987, thậm chí còn mạnh mẽ hơn và cạnh tranh rất tốt với các đối thủ khác với khối động cơ 750 phân khối cho ra công suất 106 mã lực. Năm 1990, Kawasaki sản xuất Ninja ZZR110. Đây là chiếc xe nhanh nhất trong thời gian 5 năm thời điểm đó, với động cơ dung tích 1052cc, một bộ khung mạnh mẽ và hệ thống giảm xốc hài hòa. Danh hiệu nhanh nhất mà chiếc xe này đạt được sẽ không làm bạn quá ngạc nhiên. Kawasaki bùng nổ khi chiếc xe xuất hiện cùng với Tom Cruise trong phần mở đầu của Top Gun. Từ sau bộ phim, chiếc xe được dân Mỹ lùng sục dữ dội. Ở Mỹ, người ta coi trọng Ninja giống như cách mà họ ngưỡng mộ Superman. Thập niên 90 cũng là thời kỳ gắn liền với một vài dòng xe đáng chú ý của Kawasaki như GPZ 1100ABS 1996 và mẫu off-road Super Sherpa 1997. Vào năm 2000, Ninja ZX12R bắt đầu được bán ra tại Mỹ. Tân binh này sử dụng động cơ dung tích 1200 phân khối, khung nhôm liền khối và sản sinh công suất 178 mã lực. 3 năm sau, Kawasaki ra mắt 3 thế hệ mới: Ninja ZX6R, Ninja ZX6RR và mẫu Street Bike Z1000. Mặt khác, hãng cũng phát triển dòng xe 125, 250 và 350cc. Ninja đã được cải tiến thành nhiều đời với nhiều tính năng khác nhau. Loại xe gần đây nhất là xe đua mang tên là Ninja H2R. Dù là mô tô nhưng mà thiết kế này thì có gắn thêm đôi cánh. Nhiệm vụ của nó là để giữ cân bằng cho thân xe vì tốc độ của xe có thể vượt quá 300 km/h. Trong 30 năm qua, dòng xe Ninja của Kawasaki thực sự đã làm nên cơn sốt và châm ngòi cho cuộc chiến Superbike trong thế giới xe phân khối lớn. Có mặt tại các giải đua uy tín. Trải qua bao nhiêu năm, Kawasaki cũng gặt hái thành công đáng kể khi cho ra đời nhiều mẫu xe thể thao tốc độ tham dự các giải đua uy tín. Mẫu xe đầu tiên gắn liền với chiến thắng của tay đua Dave Simmons tại giải vô địch Film World Road Racing tại hạng đua 125 phân khối. Dave cũng chính là tay đua giành thắng lợi tại giải đua West German và Isle of Man TT cũng như loạt đua trên ngôi vị vô địch trên chiếc Kawasaki KR1. Vào năm 1981, Kawasaki đạt ngôi vị cao nhất ở hạng mục nhà sản xuất mô tô xuất sắc tại giải đua Film World Road Racing 250cc Championship. Tay đua Anton Mang là người đã tham dự giải đua này cùng chiếc Kawasaki KR250.
Ngoài ra, chiến thắng danh giá nhất trong lịch sử của Kawasaki được ghi dấu tại giải đua Le Mans 24 Hour Race vào năm 1983. Trong đó, chiếc xe tham dự là mẫu xe đua Kawasaki ZXR7. Lớp sơn tự chữa lành. Ra mắt lần đầu năm 2015, Kawasaki Ninja H2 trở thành mẫu ô tô thương mại, được trang bị hệ thống tăng áp và trở thành chiếc xe hai bánh mạnh nhất thế giới với sức mạnh 200 mã lực. Đáng tiếc, Ninja H2 đã không giữ được ngôi vương cho đến khi đối thủ Ducati công bố chiếc Panigale V4 với sức mạnh 214 mã lực, tức là mạnh hơn 14 mã lực, tại triển lãm EICMA 2017. Tuy nhiên, Kawasaki cũng vừa giành lại vị trí đầu bảng cho Ninja H2 ở phiên bản 2019 với những nâng cấp đáng kể ở hiệu suất của động cơ và đẩy công suất từ 200 lên 231 mã lực. Ngoài sức mạnh tối đa được tuyên bố ở mức 227,8 mã lực, sự thay đổi đáng chú ý của mẫu xe này là phương pháp tự làm lành nước sơn bị trầy xước. Phía Kawasaki giải thích màu sơn mới có độ bền cao sẽ được sử dụng trên tất cả các bộ phận thân xe không chứa carbon. Sơn mới có lớp phủ trên cùng đặc biệt cho phép một số loại vết trầy xước nhất định tự làm lành, duy trì chất lượng hoàn thiện cao. Việc tự làm lành hoạt động giống như lò xo hóa học, tạo ra hiệu ứng lò xo hấp thụ. Một quá trình tự phục hồi nước sơn nhanh hơn nhiều từng được sử dụng trong ngành công nghiệp xe hơi. Các nhà sản xuất ô tô như Mercedes-Benz, Nissan và Toyota đã cung cấp các loại sơn phục hồi tương tự trên xe hơi trong một thời gian dài. Nhưng Kawasaki cho biết đây là một chiếc xe máy sản xuất đầu tiên ứng dụng công nghệ này. Vươn lên tầm cao mới. Mặc dù là hãng xe chậm chạp nhất trong bộ tứ đại gia xe máy Nhật, nhưng Kawasaki đã không ngừng phát triển và nhanh chóng bắt kịp các thương hiệu Honda, Suzuki và Yamaha về mặt kỹ thuật cũng như là hình dáng thiết kế. Vì thế, mỗi lần hãng cho ra mắt sản phẩm mới, thì các fan của dòng xe đều đón nhận nồng nhiệt. Nói về xe máy, động cơ cao cấp nhất là động cơ 4 kỳ. Tuy nhiên, từ lúc khởi đầu thì Kawasaki đã xúc tiến kế hoạch chế tạo động cơ 6 kỳ. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị hủy bỏ vì gặp phải nhiều vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường. Sau đó, Kawasaki đã thành công trong việc chế tạo động cơ thu nhỏ và lập kỷ lục thế giới về dòng xe có tốc độ nhanh nhất. Một khi đã làm, hãy làm ra những sản phẩm tốt nhất thế giới. Bằng phương châm này, Kawasaki cải tiến phương pháp, kỹ thuật và ngày càng đẩy mạnh công nghệ của mình lên một tầm cao mới. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!